Hai các bạn, hôm nay nhà mình làm món cá chim sốt gà. Đây. Đó. Giờ món này là món mề gà. Ướp ngũ vị hương, cà khìa là mề gà, khìa ngũ vị hương. Ở bên Mỹ này kiếm cái món này rất là khó nha các bạn. Rất là hấp dẫn. Ngũ vị hương, dầu hào, bột nêm, rồi khìa lên. Đây là con cá sốt gà. Tình yêu, chào các bạn. Happy New Year các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu canh chua thơm, trời lạnh, ăn cho nó ấm áp. Mình đang gọt thơm đây. Sao? New Year các bạn có đi đâu chơi không? Có gì mới không? Năm mới các tình yêu như thế nào? Nhà cũng đang bời bộn quá, đang dọn dẹp. Có nhắm quay. Cuộc sống ở Mỹ là vậy nè, đó, đi làm về 7 giờ. 7 giờ, 7 giờ đêm rồi mình mới bắt đầu nấu cái thức ăn. Làm là ra là 7 giờ. Về tới nhà cũng 7 giờ mấy. Tùy theo mỗi nhà chỗ làm gần hay chỗ làm xa. Làm gần thì về nhà cũng mất 10 phút. Đó. Còn làm xa thì tùy những chỗ nữa. Chỗ nửa tiếng, chỗ 45 phút. Đó. Rồi về tới là coi như là 8 giờ rồi. 8 giờ bắt đầu ăn nấu cơm, nấu nước đồ nữa. Là 9 giờ mới ăn cơm. Sống Mỹ là vậy đó các bạn. Nè mẹ, chào các bạn nha mẹ. Chào các đầu ra. Bạn. Đây là mẹ của mình mà. Chào các bạn. Chào các bạn nhỏ. Xong rồi. Khứa mắt nha, khứa mắt thơm nè. Khứa không có được chuyên nghiệp như người ta bán dưa nha. Bán thơm. Bán thơm nha. Đó. Canh chua thơm thì cũng dễ nấu thôi các bạn. Các bạn một là các bạn nấu với cá nè. Hai là các bạn nấu với tôm. Đó, nếu mình mình thích ăn tôm thì mình nấu với tôm. Nấu với tôm thì có gồm có thì ai cũng người Việt Nam mình ai cũng biết canh chua thơm thì có gì rồi tùy theo vùng miền người ta theo bỏ thêm cái gì thôi. Thì đó, nhà mình ăn thì có thơm nè, có giá nè, có cà nè. Đó. Còn ở đây thì kiếm bạch hà rất khó nha các bạn. Có nhưng mà cũng là đồ đông lạnh thôi chứ nó không có được tươi. Đó, bạch hà cái bạch hà là cái bẹ mà bự đó. Đây, mình quay cái mề gà cho các bạn coi nè. Đó, hấp dẫn chưa? Nồi đại nồi dưới đó đó. Mời các bạn nha. Nhà mình thì đơn giản thôi, có bốn người, chồng mình nè, với mình, với mẹ, với ba, với thằng nhóc nhỏ. Ấm cúng thôi. Mình mới dọn qua nhà mới, đâm ra nhà cửa còn bề bộn. À, chồng mình đang khứa thơm nè. Xong qua. Đây là bây giờ mẹ mình sẽ chỉ cái cách để thơm thì mình gọt ra xong rồi mình ướp đường với lại miếng nước mắm xong mình xào tôm với xào cho nó săn lại mình đổ nước cho mình nấu
mình nêm đường tổ nhiều một chút, nó chua chua ngọt ngọt. Rồi bỏ xong rồi nó chín rồi mình bỏ giá vô, bỏ giá vô. Sau khi đó xong rồi mình sẽ bỏ giá vô nè các bạn. Còn ở đây là chén nước mắm chồng mình làm để ăn cá nè. Mắm huyền thoại nè, rất là ngon đậm đặc. Thấy chưa? Đây là tô canh thơm nè, khi bỏ giá, bỏ hành, bỏ ớt luôn vô nè, đó, nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Mời các bạn ăn canh thơm nha. Đây canh thơm đây. À, mời các bạn. Canh thơm nó ngọt ngọt chua chua, thơm nó chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, cay cay, bỏ ớt vô. Bữa cơm của hai vợ chồng thì đơn giản chỉ có vậy thôi, cá canh mì gà khì ngũ vị hương, tép rang, thịt, với lại có một dĩa ổi nữa, muối ớt, nước mắm, ăn cá. Hấp dẫn lắm nha các bạn. Mời các bạn ăn cơm nha.